Hôm qua, lãnh đạo Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco, còn gọi là công ty Navetco, đã thương thảo với 350 hộ dân chăn nuôi bò sữa về mức bồi thường bò bị chết sau tiêm vaccine viêm da nổi cục. Cũng theo lãnh đạo Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Lâm Đồng, hiện 330 hộ dân đã đồng ý với mức bồi thường và phương án bồi thường, còn 20 hộ chưa đồng ý. Theo thống kê của công ty Naveco, đến ngày 26 tháng 9, toàn tỉnh Lâm Đồng có tổng cộng 511 con bò sữa bị chết, hàng ngàn con khác bị bệnh. Ông Phạm Phi Long, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, các hộ dân đồng ý bồi thường đã được công ty Naveco chi trả trước 50% giá trị bồi thường với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Còn 20 hộ dân chưa đồng ý, công ty Naveco đang phối hợp tổ chức làm việc, nắm bắt thông tin để có phương án bồi thường. Theo đó, nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do bị nhiễm virus tori sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục của công ty Navetco. Trước đó, công ty Navetco đưa ra mức bồi thường lần 1 và lần 2, nhưng hầu hết các hội dân cho rằng quá thấp và không đồng ý, vì đang bồi sữa là nguồn thu nhập chính của các hộ dân, và những con đang phục hồi thì sản lượng sữa cũng bị giảm rõ rệt.